thật sự cháu đến đây cháu đã tìm được mẹ của bé rồi. Dạ. Hiện tại bây giờ là ông bà nội không còn khả năng lo cho bé nữa. Và chú ba thì chú ba là nó thuộc diện là không phải người giám hộ. À vậy bỏ cháu thôi mà, bây giờ muốn nhận lại là chắc khó lắm, không được chứ tôi. Thật sự cho bé được, nó cũng đâu sống bên đây, nó cũng sống rất là vui vẻ. Không biết là anh là nói là nó đi bán ra cái đó là cực khổ. Còn theo như em suy nghĩ á, là em muốn cho nó ra đường để cho nó sống cuộc sống thoải mái. Em cũng nói ngay từ đầu, có nhiều cái để làm bé cuộc sống thoải mái lắm. Ở trống hả? Không hiểu bao nhiêu. Bữa nay có không? Là ngày nào cũng bán vé số đây đúng không anh à? Dạ. Đi sinh hả? Đi sinh hả chị? Đi sinh mà nó đâu bán vé số. Là mục đích là đi sinh chủ yếu đúng không? À, ngày nào cũng có đúng không chị? Vô tình bữa nay cũng may mắn gặp ông nội ở đây luôn. Ông nội chứ, ông nội chứ. Trời ơi, con ơi. Khỏe không? Dạ khỏe. Bữa nay đưa đến thăm lại con nè. Trời ơi, đi bán gì hả? Cái chân con như có sưng nữa không? Được. Có đau nữa không? Có đau không con? Dạ, cũng đau. À, hôm nay bán được mấy tờ? Dạ, một chục. Hả? Dạ, anh bán một chục. Hả? Một chục. Một chục là sao? 10 tờ hả? Dạ. Sao bán có 10 tờ? Bán hồi nào giờ đây? Bán hồi sáng tới giờ. Sáng giờ luôn hả? Dạ. Hai ông cháu bán hồi sáng giờ luôn? Dạ. Trời ơi. Ủa cái chân. Rồi con chào ông nội. Bà nội khỏe mà nội. Con tắt TV xíu chú làm phỏng vấn xíu con. Tắt rồi. À, chú ba đúng không? Chú ba. Chú ba mặc áo lên bữa nay con muốn hộp gia đình bữa đi. Để con tài trợ cho này tí. Có thím nhà không? Có thím ba nhà không? Ừ. Ủa hôm nay có bán cho con 10 tờ mà chú. Kiếm ba nó được nhiêu là lấy nhiêu à. À. Cái cô sáu bển đó. Nào đó ngày thì đưa nó gọi cho bác. Giữ mấy người bên chỗ ăn nữa. Chứ nó đâu có biết tiền đâu, để nhiều quá cái nó không biết tiền. À. Bởi vì người ta đưa rồi chừng nào bán hết nó đi trả tiền. Đó. Trả tiền rồi bắt đầu dư nhiêu sữa bỏ vô vỏ. Dạ. Chứ nó không biết tiền. Ừ. Mình nói ngay đi, nó không biết tiền gì chứ. Rồi bà nội ra đây ngồi với con nè. Hôm nay có câu chuyện này nó đâu đó thì cũng có một số việc không muốn bàn và giúp đỡ cho bé được ở đây. Dạ. Thì có chú ba luôn, thì chú ba cũng làm cái trụ cột trong nhà, cho nên mình trò chuyện một tí cho đúng. Ghế đi. Dạ dạ. Cái chân của bà là bị chân của bà nội là bị gãy hả? À? Ờ, bị té xe bị gãy. Gãy là nó giờ nó sao rồi? Nó có, bác sĩ có nói là đi được luôn được không? Đi là trở lại được không? Rồi mổ. Mổ hả? Tiền nhiều quá thành ra không có tiền là cho để chị luôn. Sợ bà yếu rồi bỏ không được rồi, cho nên không dám mổ luôn. À. Với thịt của bà độc lắm, bà uống thuốc này thuốc nọ nó hay bị ấy thuốc lắm. Dạ. Yeah. Trời sao chân giòn quá. Dạ. Yeah. Có lỡ nữa không ngon, có bị lỡ nữa không? Mấy cái mọt, cái mục nó bị vỡ ra đúng không? Dạ. Yeah. Trời sao xương. Đừng đưa nữa chú quay đi. Dạ. Yeah. Có sưng thêm không? Đừng thấy nó vậy không à. Trời, bữa hôm trước lên clip khóc bù lem bù la vậy. Dạ. Yeah. Không, ngân thuốc là nó bị. Còn ngân thuốc thì nó đỡ mà dạ. Yeah. Bởi bác sĩ kêu có tiền uống thuốc cũng như là nó dừng nó không có lên nữa. Dạ. Yeah. Phải có thuốc mới được. Dạ. Dạ hàng này không có thuốc là không được. Nó gãy nè. Nó đỡ trong lúc gãy nó sừ lên.
mà trà quá thì nó đau không được. Dạ. Yeah. Không có trà được nó, dớ tới là nó đau lắm. Đau lắm luôn chứ. Dạ, đau chứ. Hôm nay con đến đây nữa nè. Con đến đây á, là con cũng chưa có nhận được tiền mừng quân nào cả. Vì có một số lý do, không biết cái gia đình mình có câu clip không ạ? Anh không có. Không có câu clip đúng không? Ờ. Dạ. Biết bằng clip gì em đâu. Ờ, xíu nay em gửi cho mình coi nha. Dạ. Thật sự cháu đến đây cháu đã tìm được mẹ của bé rồi. Dạ. Và cháu đến đây á, cháu muốn hơi xin phép chú ba hỏi ý kiến chú ba trước, tại vì chú ba là trụ cột nhà, cháu phải hỏi chú ba như con là con muốn là giúp đỡ cho bé được ở đây chữa bệnh, cái tâm nguyện con là con muốn đưa bé lên thành phố chữa bệnh, không phải là chữa cái căn bệnh này đâu, tại vì căn bệnh này không biết có chữa được không. Yeah. Nhưng bây giờ phải làm sao cái vết thương nó không bị nhiễm khủng nữa, nhiễm trùng nữa, thì con muốn đưa nó lên bệnh viện để nó chữa bệnh đó, vết thương ngầu da. Và con không có quan trọng cái vấn đề mâu thuẫn của gia đình như thế nào, con tìm được mẹ của bé rồi, và con cũng hy vọng là người mẹ cũng không biết là ông bà nội có ý kiến như thế nào khi mà người mẹ muốn sinh bé được về nuôi, thì ông nội bà nội có cho với chú ba thử. Chú ba cũng còn ông nội bà nội là cha mẹ thôi, bây giờ mà lo cho bé được cũng hơi khó khăn đúng chú ba hả? Thì lo tới đâu hay tới đó vậy chứ, cũng là con cháu của mình mà, mình đâu có bỏ được. Dạ. Yeah. Thì mình có sức khỏe và khả năng của mình bao nhiêu thì mình làm ít bao nhiêu thôi. Sao chú ba khóc vậy? Cái này là cái tâm lý và cái hoàn cảnh gia đình của mình thì mình phải chấp nhận thôi. Dạ. Yeah. Không có được đầy đủ như người ta. Yeah. Nhưng mà cuộc sống của mình nói chung là mình nhìn lên không bằng người ta thiệt. Yeah. Nhưng mà mình nhìn xuống cũng có nhiều người cũng thua sút mình đó, mình cũng phải cố gắng chứ, mình đâu có thể là mình buông thả được đâu. Yeah. Thì sức khỏe của mình và cái khả năng, cái năng lực của mình như thế nào thì mình làm như vậy thôi. Dạ. Thì đây cũng như ngày hôm nay thì theo con thấy á, thì ông bà nội đã quá tuổi lao động rồi, không còn lao động được nữa. Bây giờ trên con đã liên hệ lên bên mẹ, và bên mẹ muốn nhận nuôi thì ý kiến của hai ông bà nội như thế nào? Thì coi như tôi có ý kiến là coi như là mẹ nó thì nhận, thấy không? Dạ. Mà tôi không biết là có nuôi được không, ví dụ gì. Dạ. Nó sợ giờ bỏ dọc đường, dọc cá này kia, nó công, bù báo tới tôi. Dạ. Nó dạ. Đây là tôi là ông nội mà để gì? Dạ. Cái chuyện mà nó nuôi thì chuyện nó dễ thôi. Dạ. Cái gì mà là... con người ta đã nuôi thì nó nuôi có gì? Dạ. Bà nội sao bà nội? Tôi á, thì nói ngay đi, mẹ con tôi cũng cắt đứt. Mà nhưng thật sự á, là mẹ có bé được hen, là quăng nó được hai lần này, không phải lần thứ nhất. Dạ. Hai lần mà tôi kế chính quyền địa phương ở đây luôn. Dạ. Hai lần luôn. Dạ. Bỏ bé được nha, chứ không phải là nuôi bé được đâu đó. Cho nên á, nếu mà tôi giao mình nữa, mẹ nó hen, có nuôi giống tôi hay không? Dạ. Không, tức nào tôi nói nha, nếu nuôi mà giống tôi hen phải làm tờ giấy cam kết nuôi bé được đàng hoàng, tôi yeah. sẽ giao cả. Cái vấn đề đó con sẽ lo tất cả mọi thứ đây. Mà nếu mà quăng như là hai lần như vậy là tôi không chịu. Nếu chú không tin chú hỏi địa phương ở đây, đây ấp làng xã đây có đúng sự thật là bà nội nói như vậy hết không? Dạ. Tôi không có muốn bỏ cháu tôi. Dạ. Yeah. Đó. Tôi cái muốn câu chuyện của thằng được này á, nó dài ra là nó cũng có cái nhiều cái khúc mắc dữ lắm. Dạ. Không phải là do bên đây là bắt về nuôi. Không bắt. Không bắt. Nhưng mà do là bên kia người ta tự động người ta bỏ, bên đây mới lệnh về nuôi. Đó. Còn cái khúc mắc ở trong kia thì không nên cãi ra được. Dạ, không cãi được. Không cãi được đâu. Nó thật sự là như vậy, nó còn rất là nhiều cái khúc mắc trong đó, nên không nên cãi ra được. Chứ mình nói là anh có đến với bên mẹ của bé được thiệt, và anh cũng có đến bên đây, nhưng mà anh chỉ là biết về cái khúc mắc cái câu chuyện thôi, câu chuyện bây giờ thôi, nhưng không được tế. Còn cái câu chuyện xa xưa ngày xưa dài thì lắm. Dài lắm, thật sự ra là nó sau này đủ không biết cháu hơi khó đâu. Nếu như bên kia mà qua đây mà bắt nó về được hay không, như theo anh thấy thì ở đây thì bé có được chữa trị không? Ở bên đây hả? Bên đây là nó đã đi được là cũng được cũng mấy tháng đó, cũng lên thành phố mấy lắm mối rồi đó. Đó, nó cũng là đi cũng được được đi rất là nhiều rồi đó, nhiều nhưng lắm bây đó. Giờ là thật sự ra là không còn, không ba mẹ của em
bây giờ ông bà đâu có đưa nó đi được. Dạ. Nếu như mà tại ngày trước á, mẹ của em á còn chưa còn lành lặn á, thì ổng có thể với bà có thể đi được, còn em với vợ em thì đi làm cho gia đình đó. Còn bây giờ ông bà, bây giờ mẹ em bây giờ đã là bị tật rồi, ba em thì bị ổng già rồi, bây giờ lên trển, nếu như mà ai sẽ lo cho nó vậy, cho nên cứ tới đâu hay tới đó. Ừ. Đó chứ không phải là không có đi trị, đã đi trị rất là nhiều lần rồi, cũng đã đến với bệnh viện nước ngoài, bệnh viện ở thành phố hết trơn đó, đi rất nhiều đó, là... chứ không phải là không đi đâu. Là... nhưng mà người ta em từng có liên hệ đến Mạnh Thường Quân, từng giúp đỡ cho mình rồi. Dạ. Ừ. Chị một chị Mạnh Thường Quân. Ừ. Đúng không ạ? Đúng. Dạ, lúc đó là gia đình mình có kêu chị dẫn bé về đúng không? Dạ. Cái lúc mà bên gia đình mình có đề nghị chị dẫn bé, đang đi chữa trị mà là gia đình mình là muốn dẫn bé về không chữa nữa. Có cái mà có nhiều cha kêu á là mổ xẻ này kia cái nọ. Ừ. Cái lúc đó là ông nội ổng hỏi ý kiến của em. Dạ. À, nếu nó có nên cho nó mổ xẻ để nó làm thí nghiệm để mà nó chữa trị hay không. Ừ. Đó, cái đó thì là anh nghe đến cái tin mà mổ xẻ với thí nghiệm để mà người ta chữa trị đó. Mình không biết đắn đo là mình suy nghĩ nên làm cho con cháu của mình được lành lặn hay không, hay là nó nếu như mình lỡ mà có trục trặc gì rồi tội nghiệp nó đến nó, cho nên anh muốn để là nó thôi cứ việc mà tới đâu hay tới đó. Dạ. Tại vì cái khả năng của mình không có thời gian để mà đi theo nó để mà làm ở bên nó. Ừ. Thật sự anh cũng đã thấy gia đình của em như thế nào rồi. Thấy rồi. Đó, nó là như vậy, cho nên là em không muốn để cho nó thí nghiệm và mổ xẻ nó, cho nên em mới kêu thôi tới đâu hay tới đó đi rồi về đi, rồi nếu như mà để coi nó coi có gặp cái cơ duyên nào hay là nữa hay là không, chứ anh thấy là cái chỗ đó là không yên rồi đó, nó là như vậy. Dạ rồi. Thì hiện tại bây giờ là ông bà nội không còn khả năng lo cho bé nữa, và chú ba thì chú ba là nó thuộc diện là không phải người giám hộ, nó thuộc diện là bên dòng họ thôi. Và cha mẹ cha của bé mất rồi, người mẹ thì bây giờ đang van xin, muốn tại vì hối hận cái việc mà để bé thời gian qua. Em không biết là có thật sự không để nghe nó hết đã. Nhưng mà bây giờ họ có nguyện vọng là sẽ lo cho bé được, sẽ lo cho bé được và xuống đây hai bên gia đình nội ngoại gặp nhau rồi bàn kế hoạch để có thể là chữa trị cho bé. Thì gia đình mình thấy như thế nào? Tại vì con không nhận tiền, con quyết định không nhận tiền từ khi đăng video tới giờ. Thì bây giờ nguyện vọng của bên gia đình họ như vậy. Nếu như mà nguyện vọng của người ta như vậy, nếu như người ta có thể lại đây nói chuyện với bên gia đình của em. Dạ tất nhiên. Thì nói chuyện như thế nào để là mới là cái quan trọng, là có nên là cho người ta đi hay là không. Nói như thế nào mới là được. Chứ bây giờ ở bên kia thì nói vậy, bên đây thì là nói khác. Đúng rồi. Phải gặp nhau mới nói chuyện. Được thì qua đây nói chuyện đi, rồi nếu như được hay không được thì tính sau nữa. Ừ. Nhưng mà khi mà bé được rồi đi thì không phải mình không nói trước, nhưng mà khi mà chú ba bây giờ chú ba có đủ khả năng để lo cho ông bà nội đúng không ạ? Thì nói chung là đủ hay không đủ thì em cũng không biết, là cuộc sống của em dưới quê thì anh cũng đã biết rồi. Biết rồi. Em đi lên đêm rồi biển. Dạ. Vài ngày nó được vô bờ được vài ngày cái đi nữa rồi. Em đã làm hết sức mình rồi. Đó. Em cảm thấy cuộc sống của mình nó như vậy là cảm thấy ổn rồi, không có. Ừ. Như hiện tại bây giờ nếu mà tại vì mới được á là chưa tới độ tuổi lao động, anh cũng biết điều đó. Và vì hoàn cảnh khó khăn bé mới đi bán chứ không phải là mình bắt buộc đi bán. Cái này là đi bán á, là không có ép buộc nó đi bán. Chủ yếu là nó đi cho nó thay quả và trong cái cuộc sống nó để cho nó tiếp thu được rất là nhiều điều và cuộc sống thôi. Chứ thật sự Nó có nhiều cái cách để mình làm điều đó. Đúng rồi. Chứ không phải là ngồi trừ bán vé số. À, anh không phải là bắt buộc nó đi bán, chủ yếu là cho nó đi đầu này đầu kia chơi cho nó tìm hiểu được cái cuộc sống môi trường này như thế nào, và cho nó để mà cho nó biết được là cái cuộc sống của mình đang sống ra sao thôi, chứ không phải là anh em đây là ép buộc nó đi bán. Thật sự là chỉ muốn cho nó đi cho nó thông thả, chứ đâu phải mà nếu như mà bắt buộc nó ở nhà thì nó rất là nó mệt mỏi nó thiệt. Ở nhà bây giờ mà cấm nó ở nhà một tuần lễ đi nó bệnh liền đó.
phải cho nó đi, cho nó khuây khỏa đầu óc của nó, nhiều khi đi đầu này đầu kia chơi cho nó vui vẻ nữa, đỡ nó mang căn bệnh gì rồi mình đâu có thể là ép buộc nó ở nhà chữa bệnh hoài được. Đã chữa bệnh rất là nhiều lần rồi, không có cảm thấy là nó không có tiến triển gì hơn được nữa, cho nên nó thôi cứ để cho nó thông thả, nó đi chơi, nó sống hay là nó như thế nào thì kệ nó đi, cứ để cho nó vui vẻ chơi trước mắt chứ đi, rồi cuộc sống sau này sẽ tính sau. Đó là em suy nghĩ như vậy đó. Căn bệnh ung thư di căn thì nó sẽ thời gian rất là ngắn, trong vòng mấy năm, thì nếu mà mình không chữa trị á, mình không xạ trị á, thì căn bệnh nó càng ngày nó càng phát ra. Rồi trước sau gì nó cũng, em không muốn nói cái câu chuyện cuối cùng kết thúc của nó, nhưng mà anh cũng hiểu rồi, bây giờ mình cố gắng được chừng nào mình hay được chừng đó. Nguyện vọng bây giờ của cô chú anh chị trên cùng một mạng, cũng như quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và em cũng như gia đình, muốn làm sao giúp đỡ cho bé được chữa bệnh. Thì tôi chưa có bệnh thật nha, tôi có đưa bé này đi tới bệnh viện quận 7 nha, Pháp Việt yeah. Quận 7 Pháp Việt nha, bệnh viện lớn, là coi như là người Pháp với Mỹ không à, chị cho nó coi như người ta nói xí xô xí xào, tôi không biết tới cô đó cũng như là trợ lý gì đó. Dạ. Yeah. Tôi mới hỏi phỏng vấn cô, tôi hỏi cô ơi mà bé được sao cô? Nói là ổng nói là không trị được. Đó. Chỉ là không có trị được, mổ mà mổ cũng không được, tại quận 7 nha. Mổ không được. Thôi bây giờ bác sĩ nói thôi giờ bà đưa bé về đi. Bây giờ mua thuốc cho bé uống. Đó là chống căn bệnh là mua cũng như là thuốc này thuốc nọ nhức nó rồi cho nó uống gì đó, nó cho nó dằn lại, không có cho nó phát triển được nữa. Đó, nhưng mà con thấy cái chân càng ngày càng lớn khi mà con con có một người bạn quay phim là cách đây gần một năm, lúc thời điểm dịch mới mở cửa ra thì gặp bé ở dưới bến xe Rạch Giá, có quay bé rồi, cái chân lúc đó thì cũng đỡ hơn chân lúc này. Và em còn video của bé gặp cái khi ở dưới bến xe Rạch Giá đó. Con thì con đến đây á với mục đích là động viên gia đình, không biết mình tìm cách như thế nào. Yeah. Bây giờ con thấy hai ông bà cũng khổ. Yeah. Hai ông bà không còn cách gì nữa hết. Yeah. Bên ngoại á con tìm được rồi. Ngoại. Bên ngoại, bên ngoại á con tìm được rồi. Rồi. Giờ sẽ sẵn sàng nuôi bé. Nếu mà chú nói như vậy là nào nói ngay, tôi không đồng ý. Nếu mà đặt cái vụ lo là lo bước đầu tiên, tại sao không lo? Mà dứt là hai lần đâu phải lần đầu tiên đâu chú. Dạ. Yeah. Hai lần nha, mà nhưng mẹ của cháu được đến tôi cũng nói coi như là con đã giúp con có con rồi, đây là mẹ lụm lại, cũng như là mẹ trách nhiệm mẹ lụm lại đó, mẹ nuôi bé được, dù bé được cỡ nào mẹ cũng vẫn nuôi, đói no mẹ cũng vẫn nuôi nha đó, mà nhưng con đã bỏ con mà nhưng mẹ không có giúp máu mủ đó, nếu con nhớ con có con thì con xuống con thăm ha. Còn nếu mà con mang đi thì mẹ không đồng ý, tại vì bỏ con hai lần đâu phải lần đầu tiên đâu chú, bỏ hai lần tôi mới có công an ở đây mà đó, lần đầu tiên ha chửi mắng ông này đó tôi không báo, lần đầu sau cuối hai lần ha là bỏ thằng này, người ta dắt về tôi mới báo công an, tôi báo tổ ấp ở đây, rồi tôi báo ở xã lên huyện luôn, tôi dắt thằng này lên huyện, tôi báo hết trơn cộng đồng, mai chiều để mẹ nó lợi nhận nữa là tôi không cho đó. Bước đầu tiên tại sao không nuôi cháu, cháu đã tật nguyền gì rồi tại sao không nuôi, tôi là ông bà tôi phải nuôi chứ, đặt cái vụ bỏ cỡ nào tôi cũng nuôi đó, tôi nói chú đúng không? Thưa nó lâu lắm, nó dài lắm cái câu chuyện này. Thưa cô, con cũng nghe bên kia bữa nay của cô cũng nói, nhưng mà thật sự bây giờ như thế này mình nói trắng ra thì mình mục đích của mình là muốn giúp cho bé được chứ đúng chẳng là cái gì cả. Dạ. Đó, nhưng theo con thấy bây giờ bé được thấy bán vé số, con không thể chấp nhận cái điều đó. Dạ. Điều đó không thể chấp nhận được. Nếu mà chú Ba từng đã mình thời trẻ rồi mình sẽ biết am hiểu về pháp luật thì nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó không muốn em không muốn gây tranh cãi gì nhiều hết, nhưng mà bây giờ ông bà nội đã già lớn tuổi rồi thì sắp tới đây thì con sẽ đưa thông tin bên nội và bên ngoại sẽ liên hệ bên nội mình xuống đây và con sẽ mời chính quyền địa phương
Đúng rồi, mà chính quyền địa phương mời chính quyền địa phương tham vào đó, tham gia vào đây để mình giải quyết câu chuyện. Đúng rồi, cái đó là tôi đồng ý luôn. Rồi mời chính quyền địa phương giải nói chuyện, còn nếu mà nói tai ngang thì tôi không chịu, tôi không thích, tôi không có chịu thích mà cãi giả. Tại vì bấy được hồi đó tôi có cớ thích chính quyền mà, cứ việc mời chính quyền, giờ mời địa phương ở đây, mời cô bác ở đây, phải mở một cuộc họp cho tôi mới đồng ý. Giao hay không tôi mới đồng ý nha. Nếu mà dân chúng ở đây giơ tay đồng ý đưa cho mẹ nó luôn, tôi giơ tay lên luôn. Không, cái đó là tôi nói thiệt. Nếu mà địa phương mà hang mà dân chúng ở đây không chịu á thì để đây tôi luôn đó. Tôi đồng ý mở cuộc họp tôi chịu, còn mà nói tai ngang tôi không đồng ý. Nói gì thì tai ngang là coi như là tôi thiệt, tôi thua. Nói về chánh quyền đi, kêu chánh quyền lại để nói chuyện. Dạ đúng rồi. Không có đó là tôi nói thiệt. Không có đó là con sẽ có. Tôi chịu. Nhiên. Không có đó tôi chịu. Tôi tất nhiên. À, tôi đồng ý. Dạ. Như vậy thôi. Còn mà đưa không là tôi không đưa à. Tại vì bỏ cháu tôi mà bây giờ muốn nhận lại là chắc khó lắm, không được chứ tôi. Còn mà thương nhớ thì cái việc tự nhiên đến đây. Cái đó là tôi nói thiệt. Phải chi hồi đó ha, mẹ nó nói á, mẹ gửi á, thì tôi đồng ý, nó muốn đem đi về nào nó đem. Tại giúp bỏ hàng này mấy lần rồi đó. Thành ra tôi sợ đem đi vài bữa cái đầu bỏ cháu tôi nữa, tôi đâu chịu. Bây giờ tôi yêu cầu mở một cuộc họp, nếu chú nói như vậy ha. Mở một cuộc họp lên, nếu mà địa phương ở đây giơ tay đồng ý kêu hàng này về bên mẹ, tôi đồng ý liền. Không nói một tiếng nói tôi ký ghét cái đột này. Tôi cho đi. Còn mà địa phương ở đây mà dân chúng không chịu đồng ý ha, thì phải để cháu tôi đây. Chứ tôi đâu có dành nó để làm gì. Tôi cũng già rồi. Không, tôi nói chú, hồi lúc tôi không quen. Không, cô dành sao. Tôi đâu có dành nó làm cô, gì. Cô không phải nói dành, nhưng mà vấn đề ở đây mình không. Nói là mình không đủ khả năng mình lo nữa. Không, đủ hay không gì tôi cũng vẫn nuôi cháu tôi. Rồi. Không có đó là tôi nói. Con hỏi, con đang nuôi không được thì cô phải đặt ví dụ là con đang là người giúp đỡ cho bé được, chứ không phải là tranh cãi với cô về dành của cô. Dạ. Nha. Dạ dạ. Chú nói là tôi đồng ý rồi. Dạ. À. Thì bởi vì bên ngoài nó muốn giành lại lấy hen thì tôi cho, mà nhưng phải mở một cuộc họp tại đây tôi mới đồng ý. Mở lên cuộc họp và dân chúng ở đây tôi mới chịu. Đó. Phải mở lên dân chúng đồng ý mà cho bé được đi về mẹ nó thì tôi ký giấy cái rồi. Tôi không tranh cãi mà tôi không nói gì cho. Đó, không nói. Tại vì mẹ con tôi đâu có mà giúp được. Hồi đó tại vì nó bỏ. Đó. Tôi sợ đây cái đem về nuôi vài bữa, cái bỏ bé được. Khổ lắm chú. Tại chú chưa biết cái hoàn cảnh không. Nếu nói ra thì tôi không muốn nói xấu ai hết. Đó là tôi nói thiệt. Nếu mà bên ngoài muốn cần thì phải mở một cuộc họp tại đây. Tại vì hồi đó bỏ tôi có cớ chánh quyền vậy, cớ cô bác là dân chúng. Tôi kéo thằng này đi mà. Tôi cớ trơn toàn bộ luôn. Đó. Tôi kéo lên xã. Bởi vì xã ấp lạc đây người ta biết hết trơn. Đâu phải mà khơi khơi tôi nuôi được đâu. Đó. Bởi vì chú nói như vậy tôi đồng ý. Sự như là bao năm qua là bên ngoài của nó là không có đến đây. Dạ. Yeah. Không có đến luôn từ ngày mà bỏ nó tới giờ là không đến. Còn nếu như mà đã từng thấy cái video này rồi mà anh đã từng đến bên nhà bệnh mà nói là ở nhà bệnh ăn năn hối hận sẽ bán, sẽ tìm đủ mọi cách để mà lo cho bé được. Thật sự ra bé được nó cũng đâu sống bên đây, nó cũng sống rất là vui vẻ. Không biết là anh là nói là nó đi bán ra cái đó là cực khổ. Còn theo như em suy nghĩ á, là em muốn cho nó ra đường để cho nó sống cuộc sống thoải mái. Em cũng nói ngay từ người đầu, có nhiều cái để làm bé cuộc sống thoải mái lắm. Đó. Cái đó là do là chính người Mỹ, theo như cái suy nghĩ của người ta. Người ta suy nghĩ như thế nào không cần biết. Còn theo người ta đánh giá như thế nào em cũng không cần biết. Em chỉ biết là muốn cho cháu mình là vui vẻ. Con muốn đi đâu con đi. Con muốn về giờ nào cũng về. Con muốn làm gì con về. Miễn sao mà con sống vui vẻ là được rồi. Chú đã biết căn bệnh của con như thế như vậy rồi. Con chú cũng không có ép buộc. Đó, chủ yếu là muốn cho nó đi. Hoặc nó không đi thì nó ở nhà, nó đâu ai ép buộc nó đi đâu, yeah. Mang chuyện xuống như lên vậy đâu. Khả năng của em vẫn có thể lo lo đến đâu thì lo đi thôi. Chú lấy xe ôm, chú chạy xe ôm mà chú. Dạ. Còn cháu thì cháu đi tìm cái cậu bé chân voi mà bán vé số hay bán vé số này. Không biết rồi, mà nó giờ nó trong quen mà bọn bố không biết nhỏ thằng nhỏ chủ.
Dạ đúng rồi. Trước đây thì nó thường xuyên bán ở đây em chú. Bây giờ giác này giác là chắc là quá. Dạ. Ngày nào cũng phải ra đây không chú? Ở trong chợ này có rất là nhiều chú chạy xe ôm rất là nhiều. Dạ. Anh làm thiện nguyện à, anh có biết cái bé chân vâu không anh? Cậu bé chân vâu á. Ở trỏng hả? Bữa nay có không? Bữa nay có không? Là ngày nào cũng bán vé số đây đúng không anh à? Dạ. Đi xin hả? Đi xin hả chị? Đi xin mà nó đâu bán số. Là mục đích là đi xin chủ yếu đúng không? À, ngày nào cũng có đúng không chị? Ở cái nhà thấy không ạ? À? Là sao cô là bé không đi xin ăn trong đó hả? À là nó xin ăn trong này. Hôm nay là ngày Ê, chúng ta. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 cả nhà. Thì tôi đến chùa này để tìm bé. Hôm qua thì tôi đã đến nhà bé rồi. Và hôm nay thì tôi sẽ tìm bé như thế nào. Mình mến với Phúc An đầu lại ngồi giữ bàn đi để các bạn cho ba đứng sẵn chờ. Đây là chùa Hai An, tôi sẽ tiến vào trong như thế nào. Đó. Bà con trai rồi lại đây nó nghe chuyện nghe này, sao lại con đi sinh đúng không? Hả? Con đi sinh đúng không? Con đi bán chớ rồi con gọn hết rồi con đi đó. Ngồi đây đúng không? Ngồi như cô chú về đúng không? Dạ. Để là đây với chú xíu. À, bà ơi cho cháu hỏi một tí á. À, bà bé ở đây sinh nó sinh tiền bà hả? Ngồi đây xin tiền hả? Dạ. À, bà cũng ngồi đây xin với nó luôn hả? Rồi bắt kem hả? Bắn kem hả? Là bé vẫn sinh ở đây hàng ngày à cô chị hả? Đúng bà, bé sinh ở đây hàng ngày đúng bà. Dạ. Rồi. Và chú hiểu rồi. Đây ngồi nói chuyện với chú nè. Ủa đây là chùa Hang, dẫn chú vô tham quan chùa Hang đi. Chú không biết, dẫn chú vô tham quan đi. Mau lên, đi đi. Giới thiệu chú chùa Hang đi cho, giới thiệu đặc trưng của chú con đi. Anh ơi con đi. Rồi sao cũng đi xin tiền là sao con? Dạ. Sao con cũng đi xin tiền là sao? Nói chú nghe con nè. Con bán hết rồi, con đi chinh về nhà cho nội. Xin tiền về đưa cho nội hả? Hôm qua con gặp mẹ con vui không? Đó là cái ước mơ mà con của chú mà đã thực hiện được cho con rồi đó. Để đây ngồi nè. Con ước mơ là con muốn gặp mẹ con thì chú đã làm được rồi. Thì con ngồi đây đi. Con gặp được rồi. Gặp được hả? Dạ. Gặp mẹ nó hả? Dạ. Dạ cho con đổi 500 đi gì. Gặp mẹ nó mẹ chắc khóc chứ. Khóc quá trời đúng không á. Nhưng mà con cũng đi tìm hiểu, con giữ một số tiền rất là lớn. Nhưng mà con muốn tìm hiểu, con nghe đâu đó thôi phong phanh đó ngồi bà con nói là ông bà nội này là có vấn đề gì đó. Thì con đang đi tìm hiểu bà con ở đây để con giúp đỡ nó chính xác nhất. Chứ bây giờ chị có coi kênh YouTube của em, bây giờ chị gửi cái bé. Khoan gì, em vẫn còn số tiền đó nữa. Tại vì số tiền đó. Thôi vậy chị gửi em đi để cái gì em cho bé cho nó. Vậy thôi chị cho bé luôn đi, tại vì em cũng chưa chắc em cho bé nữa. Sao vậy? Em có một số câu chuyện. Vậy dạ. Vậy thôi bây giờ chị thấy nó đau rồi, tội nghiệp đó chị cho nó. Đúng rồi chị cho nó đi. À, ở đây chị cho nó đi. Chứ còn để từ từ chị sẽ, tại chị cũng có coi kênh của em á, em giúp mấy em bé nghèo khổ mà xây nhà ở Kiên Giang ở đâu đó không biết. Bạc Liêu. Ừ. Đó, để từ từ chị cũng liên hệ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi. Nó nghe nè, mày gặp mẹ nó ở đâu vậy? Con gặp mẹ vẫn chưa gặp. Nhưng mà hôm nay sẽ gặp. Hả?
đó, muốn dặn mẹ đó mà. Dạ. Bán cái số nuôi mẹ đó mà. Giờ mẹ nó làm sao, mẹ nó lập gia đình khác hả? Mẹ có một số chuyện là bữa em đăng video lên chị sẽ hiểu. Chị xem rồi. Rồi có một số chuyện sẽ em sẽ nói sau. Rồi rồi, em nói cho YouTube ha, em nói cho quà hả? Dạ dạ. Tại vì bữa chị coi chị thấy bé nó tội nghiệp quá trời. Chị xuống đây nhưng mà chị nghĩ để chị đi coi có gặp được em bé không, cuối cùng chị gặp được á, chúng có duyên. Đó là bán thường xuyên ở đây hàng ngày luôn. Có xin tay hàng ngày. Dạ hả? Đúng không con? Xin hàng ngày. Xin tay hàng ngày nhưng mà đều ngoại bà ngoại gì, bà ngoại nó cũng bà ngoại. Bà nội, bà nội. Bà nội nó cũng ngồi trên xe lăn, rồi ông nội thì chạy xe ôm bị ế hay gì đó, bữa chị coi cái kênh của em á. Dạ. Chị thấy cũng thấy hơi hoàn cảnh đó. Dạ. Thương bé lắm. Đi bán vé số chừng nó lết vậy. Ủa dép con đâu rồi? Ủa chú cho tiền mua dép rồi, mua chưa? Thương nhất là có hoàn cảnh của mẹ đó. Cô biết đúng không? Để còn xíu nữa còn phỏng vấn cô. Tiền theo hoàn cảnh em ơi. Mình cái chuyện gia đình của người ta mình không có nói được. Con biết rồi. Có mẹ nào mà bỏ con chưa? Dạ. Ai mà mẹ nào bỏ con chưa? Thấy không? Dù cỡ nào cỡ cũng đừng bỏ con được. Nhưng mà tùy theo hoàn cảnh. Hoàn cảnh người ta không xử lý được, người ta mới bức buộc ra đi thôi. Thôi chị đi nha. Dạ, anh cảm ơn chị nhiều nha. Để con có gì giúp, con, hộ giúp đỡ cho nó cô ơi. Con biết chắc chắn á, là con đâu đó cô chú sẽ thương bé và cô chú sẽ nói thật lòng về câu chuyện đó. Thật vì bây giờ bé nó, con không biết nó lành lợi như thế nào, nó ấy như thế nào, nhưng mà trong cái thân tâm của nó tốt chứ không phải là xấu. Mà bây giờ thì con muốn là đi tìm hiểu kỹ, con giúp cho nó đúng nó đáng. Chứ con đưa tiền mà số tiền đó không đúng mục đích thì nó cũng như không mà cô ạ. Đúng rồi, không đúng mục đích là cũng như không. Bản hồ kia thì con nghe bà chị nói rồi. Là... Ê, mày gắn tìm hiểu, mày gắn kiếm mẹ nó đây. Con tìm được rồi, nhưng mà con đang tìm làm sao để mẹ trở bé nó có thể về với mẹ ở luôn cũng được. Với mẹ thì cô thấy cái cách đó còn hợp lý không cô? Hợp lý. Đúng không? Ừ. Có thể là nó nói nha, nó nói cũng nhiều cái thấy thương lắm, tội nghiệp lắm. Một bữa để dành trăm 50 gì đó, nó nói là cái số tiền này để con để dành cho mẹ con. Con gặp con để dành cho mẹ con. Con nói vậy đâu mà được. Nuôi em. À, mẹ nuôi em hả? Nhưng mà con không biết là em đó là của chồng thứ hai hay là em của ruột em ruột. Em nói là chồng thứ hai. Dạ em là... Tại vì hồi lúc là lúc mẹ nó ra đi là nó còn nhỏ mà, nó ngồi chút xíu à. Nó ở với ông bà nội mà cũng tùy cái hoàn cảnh. Con tìm hiểu được rồi, bé mẹ bỏ đi á, là bé năm bé đúng chính xác á, là bỏ đi là 9 tuổi chứ không phải là nhỏ xíu. Vậy hả? Dạ. Cô cũng không gặp, cũng mới gặp nó ở đây mấy năm nay. Vẫn hai bên gia đình vẫn chăm sóc nhau. Khi mà mẹ bỏ đi là năm bé 9 tuổi chứ không phải là 5 tuổi. Vậy hả? Cái tuổi thứ 5 là mẹ bé dẫn bé đi chữa bệnh này kia. Rồi có nhiều câu chuyện vài bữa nữa con đăng lên thì cô sẽ hiểu hơn. Vậy hả? Và thông cảm hơn cho người mẹ. Thì bởi tại đó không có mẹ nào mà bỏ con hết trơn. Đúng rồi. Có khi nào mà công chuyện bắt bác dĩ dữ lắm là mới bỏ con được. Nhưng mà cô đồng tình với con là con có thể là giúp cho bé được ở với. Không có bỏ con được. Nhưng mà ai cũng vậy thôi. Cô đồng tình với con là con có thể là cho bé được ở với mẹ nó luôn thì cô thấy được được không? Được. Được đúng không? Dạ. Ở với mẹ nó. Hôm qua con hỏi thì bé chưa thấy mẹ thì nó không tin con. Khi mà con gặp mẹ rồi mẹ nó hỏi nó là bây giờ con ở mẹ không, nó kêu muốn. Bây giờ con muốn không? Muốn đúng không? Chú biết con thân tâm con chịu đựng những gì chú biết hết á. Con không thể nói lời cô à, con mình cũng gặp hoàn cảnh này mình cũng nghẹn ngào nữa, không nói nên lời được. Con ức chế con thầy như nó khỏe mạnh, nó vui cười biết bao nhiêu đứa trẻ khác, nó đi làm những lạc. Đằng này nó là một đứa trẻ mà bệnh tật khờ khạo. Rồi phải đi làm như vậy lao động. Rồi còn nguyên nhân kia nữa kia, nguyên nhân mà ông nội bà nội kia. Con không thể chịu được. Mình gia đình ta mình cũng không dám nói được. Dạ đúng rồi. Thì con thì cũng dám nói đó, con thì cũng dám nói, ngày mai con sẽ làm. Nhưng mà con đi tìm hiểu, con dám nói, nhưng mà ở đây sớm ghiền người ta biết vậy thôi chứ ta không dám nói. Sợ đúng không, sợ cô, đâu tấu rình lấy cái cây đặt thì cũng chết rồi, cũng cô hả? Biết sao thương, biết sao ghét, phải không? Dạ. Vậy gia đình của người ta, mình không có giúp gia đình ta được. Dạ. Người ta làm gì ta làm, mình không có nói được. Dạ. Vậy đó, ngày hôm qua con mới vô nhà.
nói chuyện là mẹ tìm được mẹ rồi, khuyên đừng có cho nó bán đi số nữa, nhưng mà rút cục nó cũng đi nữa đó. Rút cục là nó cũng đi kiếm tiền rồi đó, xin tiền rồi đó. Đi xin hàng ngày đúng không cô hả? Ngày nào cũng đi, ngày nào ra đây cũng gặp nó. Gia đình cho con một lý do là cái này là cho bán đi chơi, cho đi chơi cho thoải mái thôi. Có ai mà lựa chọn một điểm đi chơi mà nhiều lần đâu cô, đúng không cô? Không lẽ con đến đây con chơi hoài, con phải chỗ tìm nơi khác con chơi chứ, ngày nào cũng đến đây mà. Hôm trước con bạn con còn bắt gặp ở dưới bến xe rạch giá đó. Bến xe rạch giá con. Ở đây khi không được là đi rạch giá đúng không cô? Có rạch giá đúng không cô? Con có đi rạch giá đúng không? Phải không? Nói trước ngay coi. Rạch giá là tiên rồi đúng không? Con có đi rạch giá không? Nói đi. Có đúng không? Có. Hà Tiên. Cái này xin không có khách là đi kêu. Đi tùm lum đó nha. Là con đi xin chứ không phải đi bán vé số đúng không? Đi xin. Còn có khi lắm lúc ở đây nha. Lắm lúc mà ở đây mà thứ ba thứ tư rồi không có khách nha. Chủ nhật là khách đông nha. Còn như mấy ngày kia là không có khách nha. Là nó chạy ra ngoài chợ. Hết xin từ người. Xin từ người. Chạy ra chợ Bình An á. Con xin gì làm cái gì được? Nói chú nghe con nào. Dạ. Con xin gì làm cái gì? Đưa cho ông nội bà nội nó làm gì nó đâu biết. Rồi số tiền nó có chăm lo cho con không? Ông bà nội con nói bây giờ không có ai nè, nói chú nghe rồi. Vậy con có tắm rửa cho con không? Dạ có. Rồi có ngâm thuốc không? Nói cho đúng nha. Dạ. Con biết chú Bi thương con mà, chú Bi mới xuống đây lội hàng trăm km xuống đây, đi 6 tiếng đồng hồ chạy xuống đây để thương con đó. Thì con nói cho đâu chính xác. Nếu mà con thương chú thương qua đây với chú này để khách đi. Qua đây. Nếu mà con thương chú á thì chú nói thật lòng với chú nghe. Chú đi xuống đây rất là xa, không phải ít đâu con, 7 tiếng đồng, gần 7 tiếng đồng hồ đó. Trời ơi, quá trời xa. Con ở Sài Gòn mà. Vậy hả? Con nói chú nghe, chú mới bảo vệ con được. Con nguyện vọng con muốn tìm mẹ, chú đã tìm mẹ cho con rồi. Và con muốn ở bên mẹ thì chú sẽ làm sao con ở bên mẹ con thôi. Dạ, con nguyện vọng là ở với mẹ phải không? Con nói đi, con nói con ở với mẹ đúng không? Mẹ con không phải bỏ con đâu. Con phải có nguyên nhân mới bỏ con thôi. Đúng rồi, tùy theo hoàn cảnh. Người mẹ hôm qua nói chuyện con khóc. Khóc vì bất lực. Ừ, bất lực. Không mà những mẹ con gặp nhau nó khóc chết luôn. Thì tình luôn á. Mẹ còn trẻ lắm. Dạ. Trẻ mà đẹp nữa. Bởi nó nói hoài nó muốn gặp mẹ nó nhưng mà nó đâu có biết là đi đâu đâu chú. Nó đâu có biết đi đâu mà kiếm mẹ nó đâu. Nó đi chỗ này khi nó đâu biết được kiếm đâu. Mẹ nó đang chuẩn bị về đây ạ. Mẹ ở Vũng Tàu đang chuẩn bị đang về ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay sẽ về với đây với con. Để con làm việc. Về tới ông nội bà nội luôn nha. Về tới luôn. Lúc đó thì con nếu mà con khóc. Con muốn cuộc sống con không phải đi sinh nữa. Con không phải làm gì hết. Con ở với mẹ để mẹ chăm sóc. Đền bù những gì mẹ đã thiếu với con á. Thì con hãy nói với con đi với mẹ. Con tự tin lên, ngày mai sẽ có chú. Ngày mai sẽ có chú sẽ bảo vệ con tất cả. Không có ai làm gì con hết. Đừng hôm nay đừng nói, tại vì chú quay nhiều phim rồi, nhưng mà hôm nay đừng nói là gặp chú ở ngồi kia nha. Con cứ im lặng để ngày mai chú đến nhà. Rồi ngày mai hỏi chuyện thì con kêu là con muốn đi với mẹ con, con muốn ở với mẹ con. Nha, thì lúc đó chú sẽ có quyền làm. Con đừng nói chú là hôm nay chú gặp chú nha chưa? Để chú ngày mai chú sắp xếp chú làm việc. Nó nói với ông nội bà nội nó gặp chú này. Nó con gặp ai hết trơn á, con không biết. Nghe không? Rồi chú này giúp đỡ cho con. Cho mày cuộc đời mày khỏi đi sinh nữa. Chị bệnh hết bệnh rồi khỏi đi sinh nữa. Nha. Giờ là sống với mẹ. Nếu như con mở mẹ con không được thì chú sẽ sẵn sàng nuôi con. Chú nuôi con được. Chứ con đừng có đi sinh như vậy, chú sẽ đau lòng lắm. Con lết cái chân của con nặng nề như vậy. Con đi từng bước, con đi sinh từng đồng, từng cắt rồi đưa về làm gì, rồi đưa cho ông bà, rồi con ăn được cái miếng gì trong đó. Con no rồi, cái bụng con nhiều không? Hay là con mỗi lần con đi ngồi kia rồi xỉu ngồi kia, đúng không? Con có xỉu đúng không? Có bữa không có tiền ăn, xỉu luôn. Xỉu luôn đúng không cô? Ừ, có bữa không có tiền ăn, xỉu luôn. Đi sinh ngoài chợ Bình An nè. Ở trong này đâu có khách đâu, đi ra ngoài bên A nó xin không có tiền rồi xỉu luôn. Chạy xe đạp đi xin đi. Hôm qua con đã nói rồi, không được cho bé đi bán vé số nữa, không cho ra ngoài kia xin tiền nữa. Rồi hôm nay con ra con kêu là con đi tiền con bằng chứng.
nó rút cục ra đây gặp bé nữa nè. Ngày nào nó cũng ở đây, lúc này có khách là ngày nào nó cũng ở đây. Không có khách rồi, nó đi ra ngoài chợ nó xin. Số này giờ chắc chắn với chú đây, ngồi xuống đây nói với chuyện với chú nè, hai chú cháu mình nói chuyện. Chú nghỉ 4 ngày rồi để chú tìm một cách để mang con trở về với mẹ, vì con biết, chú biết nguyện vọng của con là con rất là nhớ mẹ đúng không? Con mới nói thật lòng, con muốn ở với mẹ không? Con nói tiếng đây cho nghe nào, muốn ở với mẹ không? Mẹ muốn ở đúng không? Bây giờ chú sẽ đảm bảo con sẽ ở với mẹ con thôi, không ở bất kỳ ai cả, nếu con chấp nhận ở với mẹ con nha. Con muốn đi sinh về không? Dạ. Con muốn đi sinh về không? Con muốn đi sinh tiền về không? Không muốn hả? Bé nó khờ, nó gì cũng rồi. Nó khờ lắm rồi, nó không biết đâu. Như tiền nhiều quá, tiền là 50 ngàn trả lại, nó biết còn trên, nó đâu biết đâu. Nó xin về nhiêu tiền là đưa cho bà nội, ông nội nó hết. Chứ nó không biết đâu. Nhiều quá thì nó không biết đâu. Nó kiếm tiền mà chưa có gần nữa. Ở đây khách du lịch nhiều, cho đâu có ít đâu, ngày nhiều chứ phải ít đâu. Cũng ngày. Bây giờ bắt nó đếm là thí dụ 100 ngàn. Cũng chủ nhật thứ bảy rồi, đặng ngày mấy triệu. Ghê vậy? Chú kêu nó đếm 100 ngàn, nó đếm chưa có được gành nữa. Nó không biết đâu. Con bữa hôm đức vô cho 2 triệu, cái con hỏi cho 2 triệu con làm gì, con xây nhà. 2 triệu mà xây nhà, mua mấy miếng tôn đủ chưa, nó xây nhà. Nó không biết đâu. Nó khờ lắm. Xin tiền nhiều quá chị, giờ đưa cho bà nội hết cho nó không biết. Ăn gì chưa? Dạ rồi. Con nước không? Dạ không, con ăn gì chú mua cho? Dạ rồi. Dạ rồi đúng không? Dạ. Số 597 là nó ngày nó đói thì nó không có đói. Như ở đây người ta cũng thấy đó. Mày có tiền là cứ dùm ăn, mày thèm cái gì cứ việc ăn. Rồi muốn ăn cái gì đó cứ việc ăn, đừng có để bụng đói. Mấy chị muốn ăn đấy. Mấy chị có tiền mà không đi mua ăn á. Rồi nói ngay đi, nó muốn ăn gì nó ăn. Nó muốn ăn bún thì nó mua bún nó ăn, nó ăn cơm thì nó ăn cơm gì đó. Bánh trái gì muốn ăn gì nó ăn. Cho nó đói thì nó không có đói. Vô đây xin thì không có đói. Vô đây con ngày nào con nghĩ ngày nào cũng có tiền hết. Tại vì bà con làm phước thì thấy người gần nạn thì phải giúp thôi. Mà người ta cho nó là nhiều hơn mấy người này. Ghê vậy cô hả? Cho nó nhiều hơn mấy người này, mấy người đi xin. Đúng rồi, cho rồi mấy, tại vì cô chú ở đây đi toàn xe hơi xuống đây mà. Cho có đâu có ít đâu. Nó cho nhiều tiền lắm. Như vậy chủ nhật là một ngày là mấy triệu. Sướng người ta, cho tiền về sướng vậy. Ta gặp qua, ta thấy nó như vậy đó, có người ta cho 500 ngàn luôn. Về con đưa hết luôn cho ông bà nội hả? Vậy đưa hết luôn chứ đâu để mình. Xong cất một ít đi để ăn giặt. Dạ có. Có không? Có đúng không? Chứ đâu chạy thoát được. Thôi bây giờ nói chú nghe nè. Chú đã nói hết cái tấm lòng của chú rồi. Chú cũng như con rồi trước vậy. Ông cha ông mẹ vậy. Nhưng mà chú lại tìm người mẹ của chú. Mỗi lần chú buồn chú đều tâm sự với mẹ chú hết rồi. Và con có cơ hội để tìm mẹ, và con có cơ hội để bên cạnh mẹ. Thì ngày mai đó, ngày mai là cơ hội của con đó. Con đừng nói ngày hôm nay gặp chú nha, để ngày mai chú vô chú làm việc. Ngày mai định đi nha, mai nhà đi, ngày mai thứ hai không có khách đâu. Ngày mai con cũng nhà mà. Ở nhà đi, định nhà đi. Đúng không? Con đừng có nói là chú sẽ vô nhà nha. Đừng nói gì bữa hôm nay gặp chú và đừng nói gì ngày mai sẽ vô nhà. Để ngày mai chú vô, chú có cách để chú mang con trở về với mẹ. Nha. Con không khỏe, mình con muốn bệnh quá à, con ở nhà. Nếu mà cô chú ở đây mà nghe được cái đoạn video người mẹ phỏng vấn video của con á, cô chú sẽ suy nghĩ khác và thật sự thông cảm rất là nhiều. Đúng rồi. Bây giờ khỏi ấy, bây giờ cũng phải biết, không biết tùy theo hoàn cảnh. Tùy theo hoàn cảnh nên mẹ mới bỏ con được. Dạ. Chứ không phải khi không mà mẹ nào bỏ con chứ, không ai mẹ nào bỏ con chứ. Không có người mẹ nào bỏ con hết á. Mang chết sống bây giờ cũng phải mang con theo. Người ta đã mang. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh. Dạ. Yeah. Cái mang nặng để đau 9 tháng 10 ngày rồi. Đúng rồi. Nếu mà bỏ là bỏ từ khi trong bụng mẹ kia. Còn người ta sinh ra rồi. Cỡ nào cũng là đùm bọc con hết chứ. Mà tùy theo cái hoàn cảnh thôi, người ta chịu đựng không được. Người ta mới đợi bức buộc ra đi thôi. Trời ơi, một đứa con đau lòng lắm chú Hụt.
đi hôm nay vô quay phim cho chú đi, vô đây chú vô quay phim, biết quay phim không? Tao quay phim cầm cho biết. Dạ. Tao quay phim đây, chú vô tao nha. Nào đi vô, đi vô chú. Hôm nay cái đường sẽ làm cameraman cho đi. Mời mày trước cái nó gặp mẹ nó mừng luôn đó. Con hãy cầu nguyện ngày mai á, chúng con nha, cầu nguyện ngày mai con sẽ là đồng đội của mẹ con nha. Khi nào về? Dạ con cũng không biết. Hả? Con cũng không biết. Sao không biết? Sao lại không biết? Tôi muốn về chưa? Dạ chưa. Sao vậy? Đủ, nhiêu tiền mới đủ về? Ở mẹ con chưa qua chợ. À khi nào qua chợ mới về đúng không? Dạ. Vậy kêu rồi con đi, vậy bảo con đi chơi có đúng không? Chuyện đó con cũng không biết. À, con không biết đúng không? Dạ. Rồi được rồi. À, tôi ở nhà thì đó là cái mà BB đã tìm được. Thật sự cho cả nhà xem rồi đó. Và đi tìm thêm một cái chứng cứ rõ ràng, cụ thể để cho cả nhà biết rõ hơn về câu chuyện này. Hy vọng cả nhà có thể xem video này kỹ để đưa ra ý kiến của mình. Và BB thật sự rất là rối ren trong cái câu chuyện này. BB cảm thấy rằng là có một cái điều ẩn khúc gì đó. Có lẽ cái ẩn khúc này BB sẽ để cho người mẹ trả lời. Và chúng ta hãy chờ đợi câu trả lời đó như thế nào nhé. Video đến đây cũng đã dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.